Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu micro cổ ngõng có dây của thương hiệu Simax, một thương hiệu đến từ Mỹ. Cái mẫu này có mã là MK75T, một cái sản phẩm rất là được khách hàng tin dùng. Micro cổ ngõng thì thường được dùng trong nhà thờ, hội trường, phòng họp, thông báo, để bàn hoặc là để bục phát biểu vân vân. Thì cái sản phẩm MK75T này nó có những cái tính năng gì nổi bật thì bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá nhé. Đây là cái cần micro. Thì cần micro này được làm rời. Còn rồi thì rất là thuận tiện cho chúng ta trong việc di chuyển và bảo trì. Đó là cái đế bàn, cái đế trên bàn. Thì cái mic này được nối với cái đế bằng một cái nắp, cái ổ cắm canon. Chúng ta cắm vào rút ra thì cũng có một cái chốt đằng sau này để rút ra, rất là tiện. Đơn giản thì mic sẽ đi kèm cho chúng ta một cái đầu chụp micro để lọc cái tạp âm, lọc cái tiếng gió. Bên cạnh đó là một dây cáp. Dây cáp này thì tầm khoảng 8 mét, thì 8 mét thì cũng tương đối là thoải mái. Còn nếu những cái mình lắp cái nơi đặt mic và cái bàn mixer xa quá thì chúng ta có thể làm thêm dây để nối vào. Thì cái mic này là dây này thì tầm 8 mét, đồng thời là nó kèm cho chúng ta một cái rắc chuyển là từ canon sang 6 ly. Thì nếu chúng ta xài bằng âm ly thì chúng ta có thể sử dụng cái rắc 6 ly này. Còn nếu chúng ta xài mixer thì chúng ta dùng rắc canon để sử dụng cái nguồn phantom trên mixer thì tiếng nó sẽ mạnh hơn, vì đây là micro điện động thì nó sẽ sử dụng nguồn ảo 48V từ mixer thì chúng ta không cần phải xài pin nữa. Còn nếu mà chúng ta xài bằng âm ly hoặc là mixer không có đường phantom thì chúng ta sẽ dùng pin. Thì pin của nó sẽ lắp ở dưới cái đế này, thì dùng hai viên 3V, hay còn gọi là pin đũa đấy. Dưới máy sẽ có số seri của sản phẩm, tên thương hiệu. Thì nối dây này có sẽ có một cái chạm canon đằng sau cái micro. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá. Đây là cái phụ kiện toàn bộ trong hộp. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua những cái tính năng nổi bật của cái micro này. Thì đầu tiên ta nhìn vào thì cái điểm nổi bật nhất của cái micro này là nó thiết kế một cái kiểu dáng rất là thanh lịch, rất là hiện đại, gọn gàng. Thì với cái kiểu dáng này thì nó sẽ phù hợp cho mọi cái hội trường, mọi cái nhà thờ, chúng ta có thể sử dụng bất cứ đâu. Kiểu dáng rất là đẹp, hiện đại, thanh lịch. Cái đó là một cái thiết kế rất là đơn giản, nó chỉ cần cắm mic vào thôi. Và đây là có một cái nút on off, nút tắt mở. Thì khi chúng ta nhấn on thì cái đèn led ở trên đầu micro sẽ đỏ để báo hiệu là cái mic đang hoạt động. Đơn giản, rất là dễ sử dụng. Tiếp đến là cái đầu micro này. Thì đầu này nó có hướng tính là cardio, độ nhảy cao. Cái mic này hút rất là cái
hút rất là tốt, độ hút rất là tốt. Chúng ta có thể đứng hoặc ngồi nói thoải mái mà không cần phải lại gần micro, vì nó có độ hút rất là tốt. Thì cái khoảng cách mà nói tốt giữa người, giữa miệng người với cái mic này ấy, thì nó vào khoảng 20 đến 50cm thì chúng ta có thể nói thoải mái được, không cần phải lại gần, không cần phải trùm tới hoặc là đưa miệng lại gần. Chúng ta có thể đứng nói hoặc là ngồi nói thoải mái. Tiếp đến là cái càng mic này. Càng mic này nó có chiều dài là 44 cm, cũng tương đối là khá là dài. Thì ở phía dưới này nó sẽ có một cái để chúng ta có thể bẻ đi mọi hướng, chúng ta thấy thì di chuyển cầm micro mọi hướng rất là thoải mái, thuận tiện. Một cái nữa thì cái chất âm, đó là một cái rất là quan trọng. Thì cái mic này nó có âm thanh rất là trung thực, rõ ràng, rất là thuận tiện cho việc chúng ta phát biểu hoặc là giảng dạy trong nhà thờ, hoặc là thông báo, vân vân. Tiếp đến một cái điểm nổi bật của cái mic này là nó, chúng ta có thể sử dụng pin hoặc là sử dụng nguồn thông tâm mixer, quá tuyệt vời. Nếu các bạn nào có mixer thì chúng ta trực xài trực tiếp nơi nguồn nguồn thông tâm mixer thì chúng ta không cần phải tốn pin nữa. Và một cái đó là những cái tính năng nổi bật của cái micro này. Thì tôi nghĩ thì nơi một cái micro cổ ngõm thì nó chỉ cần như vậy là quá đủ rồi, quá nhiều. Và một cái đặc biệt điểm cộng cho cái mic này nữa là cái mic này là được nhập khẩu chính ngạch, có COCQ, hóa đơn đầy đủ, và nó có một mức giá rất là hợp lý. Thì khi chúng ta mua mic cổ ngõm thì chúng ta chỉ có quan tâm là nó có hút hay không, nó có bền hay không. Thì cái dòng xe mắt này nó rất là bền. Cái dòng xe mắt nó rất là bền vì chúng tôi đã bán rất là nhiều trong suốt thời gian qua, nên chất lượng là đã được khách hàng rất là tín nhiệm. Thì kế đến đó là khi mà chúng ta mua một cái mic cổ ngõm thì chúng ta quan tâm là nó có hút hay không, thứ hai này là nó có bền hay không, và thứ ba thì nó có một cái thiết kế rất là đẹp, rất là thuận tiện, và đi còn một mức giá rất là hợp lý. Thì chắc cũng không có gì để phải đòi hỏi thêm. Đặc biệt sản phẩm này được nhập khẩu chính hãng, chính ngạch, có giấy tờ COCQ đầy đủ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cắm vào cái bàn mixer để test cái micro này. Nãy volume này. Alo, 1, 2, alo, alo, check, check, alo, alo, 1, 2, alo, alo, 1, 2, 4, alo. Chúng ta đứng xa đi, chúng ta vẫn nói thoải mái và không có phải đưa gần micro để mới nói được. Chúng ta vẫn nói, alo, 1, 2, 3, 4, alo, 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 1, 2, 3, 4, alo, 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 chúng tôi đang thử máy, alo, 1, 2, alo, check, check. Ok, thì các bạn có thể tham khảo thêm cái sản phẩm này tại cái đường link website bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, vui lòng nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.